Xin kính chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy tốt lành. Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày 22 tháng 10 hôm nay sẽ bao gồm những tin chính như sau. Số người chết ở Gaza tăng trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết tình hình ở Gaza là thảm khốc và kêu gọi thêm viện trợ. Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại 14 trực thăng vì ATACMS. Myanmar không kích phiến quân gần biên giới Trung Quốc. FBI cho biết điệp viên Triều Tiên giả dạng nhân viên kỹ thuật làm việc cho công ty Mỹ. Trung Quốc thắt chặt hạn chế du lịch nước ngoài của chủ ngân hàng, công chức nhà nước. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 2 tháng 10 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế Palestine, số người chết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 4.385 người. Khi khu vực này tiếp tục hứng chịu các cuộc oanh tạc từ các cuộc không kích của Israel và các cơ quan viện trợ cảnh báo, các bệnh viện gần như cạn kiệt nhiên liệu và vật tư. Người phát ngôn của Bộ Y tế do Hamas kiểm soát đã cảnh báo hôm thứ Sáu rằng 7 bệnh viện và 21 trung tâm y tế chăm sóc ban đầu đã không hoạt động và 64 nhân viên y tế đã thiệt mạng. Avril Benoit, giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, nói với CNN rằng vào thời điểm này hoàn toàn là sự sống hay cái chết. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Israel đã tập hợp quân đội trước một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra. Lực lượng phòng vệ Israel đã huy động hơn 300.000 quân dự bị nhằm tìm cách tiêu diệt Hamas và ngăn chặn lực lượng này tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo trên đất Israel. Trong bài phát biểu tại phòng bầu dục hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ ông đối với cuộc chiến của Israel chống lại Hamas, coi đây là cuộc chiến quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Nhưng ông cảnh báo chính phủ Israel không nên mù quáng vì cơn thịnh nộ và vạch ra sự phân biệt rõ ràng giữa Hamas và người dân Palestine, đồng thời kêu gọi dân thường ở Gaza phải được bảo vệ. Trong một động thái khác, WFP, chương trình Lương thực Thế giới cho biết tình hình ở Gaza là thảm khốc và kêu gọi thêm viện trợ. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết việc vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza không được dừng lại sau khi chuyến hàng viện trợ đầu tiên được phép vào giải đất bị bao vây vào sáng thứ Bảy. Một đoàn xe gồm 20 xe tải đi qua cửa khẩu Rafah để cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng ven biển nơi cuộc khủng hoảng đang leo thang nhanh chóng. Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới Cindy McCain nói với CNN rằng nạn đói đang lan tràn ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng tổ chức này cần tiếp tục gửi thêm xe tải đến vùng lãnh thổ nghèo khó này để tiếp cận hàng triệu người sắp chết đói theo đúng nghĩa đen. Tình hình ở Gaza đang thảm khốc do thiếu lương thực, nước, điện và nhiên liệu. Cô tiếp tục, nó giống như một cơn bão hoàn hảo của thảm họa nhân đạo. Ở một diễn biến khác có liên quan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 21 tháng 10 kêu gọi Ai Cập tiếp tục mở cửa khẩu Rafah để tạo điều kiện tiếp tục vận chuyển viện trợ cần thiết cho phúc lợi của người dân Gaza. Ông Blinken cho biết cửa khẩu vẫn mở và Mỹ sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chiến tranh. Ông nói, cuộc sống của người dân phải được bảo vệ và sự hỗ trợ phải khẩn cấp đến được với những người đang cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chiến tranh, hỗ trợ những người đang cố gắng đến nơi an toàn hoặc cung cấp hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế và nơi trú ẩn cho công dân bất cứ nơi nào họ sống ở Gaza. Ông Blinken cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa công dân Mỹ ra khỏi Gaza an toàn. Còn ở chiến trường Đông Âu, Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại 14 trực thăng vì ATACMS. Theo Fred Noby, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS được đưa đến nước này vào đầu tháng 10 để tấn công các sân bay Nga ở Lugan và thành phố cảng Berdyan hôm thứ Ba. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào thời điểm đó. Bộ Quốc phòng Anh MOD hôm 20 tháng 10 cho biết mặc dù mức độ thiệt hại hiện chưa được xác nhận, nhưng có khả năng 9 máy bay trực thăng quân sự của Nga tại Berdyan
và năm trước tại Lugan đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công. Đánh giá tình báo của MOD lưu ý rằng những tổn thất như vậy sẽ đặc biệt gây tổn hại cho người Nga vì các tuyến phòng thủ của nước này ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của không quân. Nếu được xác nhận, rất có thể những tổn thất này sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc phòng thủ và tiến hành hoạt động tấn công trong tương lai. Tại hai địa điểm đó, MOD viết. Trong một video được đăng tải hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 10, ông Zelensky gọi tổn thất của Nga là thực sự ấn tượng và chính xác là thứ mà Ukraine cần. ATACMS được cho là công cụ có thể thay đổi cuộc chơi tiềm năng cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, vì loại vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trước đây được coi là ngoài tầm với của Kyiv. Ukraine được cung cấp tên lửa này sau khi tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ chúng trong nhiều tháng. Nhưng chính quyền ông Biden đã chần chừ vì lo ngại rằng Kyiv có thể sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, khiến Moscow tức giận. Trong một động thái liên quan, Oleksandr Tarnovsky, chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria miền nam Ukraine và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, người Nga đã mất tới 1.051 binh lính ở mặt trận Tavria vào ngày 19 tháng 10. Ông Tarnovsky nhấn mạnh, 143 thiết bị quân sự của đối phương đã bị tiêu diệt, trong đó có 31 xe tăng, 74 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo binh, 3 pháo phòng không, 18 máy bay không người lái và 10 phương tiện cơ giới. Trong một kho đạn dược của đối phương bao gồm 63 pháo tự hành khác cũng bị hư hại, trong đó có 20 xe tăng. Các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine thuộc nhóm chiến lược tác chiến Tavria đã hoàn thành 1.500 nhiệm vụ bắn trong suốt 24 giờ qua. Tổng thiệt hại của đối phương lên tới 1.051 người. Hai binh sĩ bị bắt sống. Cũng theo Ukraine, quân Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa, 18 cuộc không kích, thực hiện 43 cuộc giao tranh và thực hiện 859 cuộc tấn công bằng pháo trong ngày vào mặt trận Tavria. Trong một diễn biến quốc tế khác, Myanmar không kích phiến quân gần biên giới Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Myanmar ngày 21 tháng 10 cho biết quân đội nước này đã điều lực lượng tăng viện trợ và mở nhiều đợt không kích để giành lại các tiền đồn từ phía quân gần biên giới Trung Quốc. Quân đội Myanmar thông báo nhóm ly khai có tên quân đội độc lập Kachin, Kia, trước đó 2 ngày tấn công vào một số cứ điểm trong quận Muse thuộc bang San ở phía Bắc và gần thị trấn Lazai ở bang Kachin. Sau một ngày giao tranh với phiến quân, các binh sĩ Myanmar rút lui. Quân đội Myanmar sau đó mở các đợt không kích và pháo kích vào vị trí của phiến quân Kia, điều lực lượng tăng viện tới khu vực nhằm giành lại các vị trí đã mất. Quân đội Myanmar cho biết họ có thương vong trong đợt giao tranh với phiến quân, song không công bố số liệu cụ thể. Trong khi đó, đại diện Kia tuyên bố nhóm phiến quân thu nhiều súng và trang thiết bị từ quân chính phủ. Kia kiểm soát một phần bang Kachin ở phía bắc Myanmar, giáp Trung Quốc. Xung đột giữa nhóm phiến quân và quân chính phủ kéo dài nhiều thập kỷ. Tình hình khu vực leo thang căng thẳng sau cuộc chính biến vào năm 2021, khi quân đội Myanmar đảo chính và thành lập chính quyền quân sự. Quân chính phủ Myanmar và các nhóm phiến quân nhiều lần đụng độ ở một số khu vực giáp biên. Hồi tháng 10 năm 2022, quân chính phủ Myanmar không kích một địa điểm do nhóm quân Kia kiểm soát, khiến hàng chục người thiệt mạng. Các tay súng Kia ngày 27 tháng 6 tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc trên đường đến Myitkyina, miền Bắc Bang Kachi để dự cuộc họp về tình hình an ninh biên giới. Không thành viên nào của hai phái đoàn thiệt mạng hoặc bị thương. Trong một động thái khác, FBI cho biết điệp viên Triều Tiên giả dạng nhân viên kỹ thuật làm việc cho công ty Mỹ. Hôm 18 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết Triều Tiên đã cử hàng nghìn chuyên gia công nghệ thông tin cung cấp danh tính giả để làm việc từ xa ở các công ty của Hoa Kỳ. Họ chủ yếu sống ở Trung Quốc và Nga. Hàng triệu đô la tiền lương cũng được bí mật chuyển trở lại chính phủ Triều Tiên mỗi năm để phát triển các loại vũ khí như tên lửa đạn đạo. Hàng nghìn chuyên gia công nghệ thông tin này lừa dối các công ty ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác rằng họ là công nhân ở xa, dùng danh tính giả trở thành nhân viên và sau đó trả lại số tiền lương họ kiếm được cho chính phủ Triều Tiên để giúp nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Các quan chức FBI cho biết,
Những chuyên gia này ngụy trang bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài việc khiến mình có vẻ như đang làm việc ở Mỹ, họ còn trả tiền cho người Mỹ sử dụng kết nối Wi-Fi tại nhà của người Mỹ để tạo ảo giác như họ đang sống ở Mỹ. Jay Greenberg, đặc vụ phụ trách FBI ở bang Missouri, cho biết bất kỳ công ty nào thuê nhân viên công nghệ thông tin tự do có khả năng tuyển dụng người Triều Tiên liên quan đến âm mưu bất hợp pháp này. Ông Greenberg cho biết FBI khuyến nghị các nhà tuyển dụng nên thực hiện các biện pháp chủ động khi thuê nhân viên công nghệ thông tin từ xa, ít nhất là thực hiện các cuộc phỏng vấn qua video để ngăn chặn những cá nhân vô đạo đức che giấu danh tính và kiếm được việc làm. Hôm 19 tháng 10, người phát ngôn FBI Rebecca Wu cho biết hàng nghìn người Triều Tiên đã tham gia vào kế hoạch này và nhiều công ty ở Hoa Kỳ và các nước khác đã thuê những nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên như vậy. Theo hãng tin AP, trong những năm gần đây, chế độ Kim Jong-un ngày càng quan tâm hơn nhiều đến giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin. Động cơ phạm tội của hacker Triều Tiên là lợi nhuận thuần túy hơn và họ sử dụng các công nghệ ngày càng phức tạp. Năm ngoái, các hacker trung thành với Bình Nhưỡng đã đánh cắp tài sản giá trị ảo từ 630 triệu đô la Mỹ đến 1 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng những nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên này có thể đóng góp hàng triệu đô la mỗi năm cho các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Một số người trong số họ cũng đột nhập vào hệ thống máy tính của chủ lao động để đánh cắp thông tin và thậm chí để lại cửa sau để đột nhập vào các mạng công ty này trong tương lai. Các quan chức liên bang cho biết một vụ việc hiện đang được điều tra liên quan tới 1,5 triệu đô la Mỹ và 17 tên miền. Không rõ công ty nào tuyển dụng những người Triều Tiên này, nhưng FBI biết rằng kế hoạch bất hợp pháp này đã diễn ra được một thời gian. Trung Quốc thắt chặt hạn chế du lịch nước ngoài của chủ ngân hàng, công chức nhà nước. Thưa quý vị, theo thông báo chính thức, các công chức và nhân viên Trung Quốc đang phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn trong việc ra nước ngoài của cá nhân và sự giám sát chặt chẽ các mối quan hệ nước ngoài của họ khi Bắc Kinh tiến hành chiến dịch chống lại ảnh hưởng của nước ngoài. Theo Reuters, các biện pháp hạn chế đã được mở rộng kể từ năm 2021, bao gồm các lệnh cấm du lịch nước ngoài, giới hạn chặt chẽ hơn về tần suất và thời gian của các chuyến đi, quy trình phê duyệt phức tạp. Họ cho biết các biện pháp này không liên quan đến COVID-19. Lời kể của các cá nhân khác nhau, nhưng nhất quán trong việc mô tả sự giám sát chặt chẽ đối với việc ra nước ngoài, ngay cả sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới vào tháng 1. Những người làm việc trên khắp đất nước với tư cách là công chức trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc rộng hơn là khu vực công đã phát biểu với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Reuters cũng tìm thấy 8 thông báo công khai trong 2 năm qua của 8 cơ quan chính phủ, bao gồm cả Quỹ Hưu trí Quốc gia, cho thấy họ đang tăng cường các quy định về các chuyến đi cá nhân bên ngoài Trung Quốc của người lao động mà không nêu chi tiết tất cả các thay đổi. Các tài khoản và tài liệu cá nhân khác được Reuters xem xét cho thấy nỗ lực song song của chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc nhằm lập bản đồ mối quan hệ cá nhân và gia đình của chính phủ và người lao động có liên quan đến nhà nước với các quốc gia khác. Hai chuyên gia nói với Reuters rằng các hành động này phản ánh sự tập trung của ông Tập Cận Bình vào an ninh quốc gia trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với phương Tây. Trung Quốc trong những tháng gần đây đã khuyến khích công dân tham gia hoạt động chống gián điệp và đưa ra luật mới nhằm mở rộng định nghĩa về gián điệp. Nate Thomas, một nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á cho biết, Bắc Kinh ngày càng hoang tưởng về mối đe dọa gián điệp từ các nước phương Tây và việc ngăn cản nhân viên chính phủ ra nước ngoài có thể là một cách để giảm cơ hội gián điệp của các thế lực nước ngoài. Hạn chế đi lại nước ngoài cá nhân từ lâu đã được áp dụng đối với các quan chức chính phủ cấp cao và giám đốc điều hành nhà nước có quyền truy cập vào thông tin bí mật. Reuters nhận thấy những giới hạn này hiện đang lọc ra hàng ngũ công chức Trung Quốc, những người lên tới 7 triệu người. Theo dữ liệu gần đây nhất từ năm 2015 và 70 triệu công nhân doanh nghiệp nhà nước. Theo hai nhân viên ngân hàng, một người đã làm việc gần 2 thập niên, các nhân viên cấp thấp hơn tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc ở Bắc Kinh và Thượng Hải chỉ có thể đi ra nước ngoài vì lý do cá nhân mỗi năm một lần và chỉ tối đa 12 ngày. Cả hai đều phát hiện ra những hạn chế mà họ cho là chưa từng có khi nộp đơn xin nghỉ phép vào đầu năm 2023. Theo một giáo viên ở tỉnh Chiết Giang phía Đông Nam và một người am hiểu các quy định mới được đưa ra ở một quận Thượng Hải trong năm nay, một số giáo viên trường công cũng phải đối mặt với những hạn chế mới đối với các chuyến đi nước ngoài. Theo một người làm việc ở đó, tại một chi nhánh lớn của Ngân hàng cho vay chính sách nhà nước,
Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Các chuyến đi nước ngoài đã bị cấm trong năm nay. Trong khi một nhân viên của một quỹ tương hỗ có liên hệ với nhà nước cho biết, gần đây các hạn chế đi lại đã được mở rộng hơn đối với nhân viên mới ở Hồng Kông và Singapore. Hãng tin Reuters không thể xác định liệu các hạn chế đó có khác nhau tùy theo điểm đến hay không. Trong số các thông báo chính thức mà Reuters nhìn thấy, có chỉ thị của một đơn vị sự vụ chính phủ ở một quận phía đông thành phố Ninh Ba vào tháng 9, và một chỉ thị khác của Hội đồng Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia hồi đầu năm nay. Cả hai đều nhấn mạnh việc kiểm tra chặt chẽ hơn các yêu cầu đi du lịch nước ngoài của nhân viên. Ở phía đông thành phố Ôn Châu, một chi nhánh của Cục Môi trường Sinh thái thành phố đã công bố các quy định sửa đổi trên một trang web chính thức vào tháng 9 năm ngoái. Trong đó nêu rõ, nhân viên chỉ được phép đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần và không quá một tháng. Wang Xihan, cựu phát thanh viên truyền hình nhà nước Trung Quốc, người điều hành một cơ quan truyền thông độc lập ở Nhật Bản cho biết, chính quyền có thể lo lắng về những quan sát của các quan chức bên ngoài Trung Quốc. Ông nói, sự phơi bày này có thể ảnh hưởng một cách tinh vi đến suy nghĩ và nhận thức của những quan chức này. Họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi về hệ thống quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tự hỏi tại sao nó lại như vậy. Chính quyền Trung Quốc cũng đang xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ cá nhân với nước ngoài. Theo một tài liệu mà Reuters xem được, một trong 10 người đã thảo luận về việc hạn chế đi lại và 3 nhân viên doanh nghiệp nhà nước khác có biểu hiểu biết về vấn đề này. Bắt đầu từ khoảng cuối năm ngoái, những người này cho biết họ đã nhận được bảng câu hỏi từ các cơ quan như Đoàn Thanh niên Cộng sản, Ủy ban Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc, chính quyền địa phương và chủ lao động tương ứng của họ. Người dân cho biết các biểu mẫu này yêu cầu thông tin về người thân có quốc tịch nước ngoài hoặc thường trú ở nước ngoài, cũng như chi tiết về hỗ trợ hoặc kinh nghiệm nước ngoài và cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên họ nhận được yêu cầu. Reuters đã xem một trong các bảng câu hỏi nhưng không thể xác định đầy đủ cách chính quyền sử dụng dữ liệu. Các biện pháp này được đưa ra khi Trung Quốc đẩy mạnh thông điệp công khai về ảnh hưởng của nước ngoài. Vào tháng 8, Bộ An ninh Nhà nước cho biết trên tài khoản WeChat mới ra mắt gần đây rằng họ đã xác định được một công dân Trung Quốc ở Ý bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ và cảnh báo về khả năng người Trung Quốc được tuyển dụng ở nước ngoài. Thomas cho biết việc hạn chế đi lại nói riêng sẽ có tác động đến sự tương tác của Trung Quốc với thế giới. Ông nói, các quan chức Trung Quốc càng ít ra nước ngoài, họ càng ít học được từ những điều tốt đẹp mà chính phủ nước ngoài đang làm. Họ càng ít quen thuộc với xã hội nước ngoài và họ càng ít hiểu Trung Quốc thực sự được nhìn nhận như thế nào trên thế giới. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.